Trước đây, chúng tôi đã tường trình cùng quý thính giả về vụ một số thành viên của công ty Nexus Technology ở Hoa Kỳ bị truy tố vì hối lộ tại Việt Nam, và chúng tôi cũng đã lược thuật cáo trạng ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Mới đây, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra một cáo trạng khác thay thế cáo trạng năm 2008, theo đó có nhiều dữ liệu và tình tiết mới. Mời quý vị nghe thông tin viên Ngọc Trân trình bày thêm. Cáo trạng mới của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về vụ án Nexus Technologies ghi ngày 29 tháng 10 năm 2009, thay thế cáo trạng năm 2008. Vào thời điểm này, do một trong bốn người liên quan tới vụ án Nexus là ông Joseph Lucas đã nhận tội, nên chỉ còn ba bị cáo là ba anh em Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Kim Anh và Nguyễn Quốc An. Theo cáo trạng mới, cả ba bị cáo buộc vi phạm 28 tội, tăng 23 tội so với cáo trạng cũ. Trong đó có một tội do âm mưu vi phạm các đạo luật, 9 tội do vi phạm đạo luật chống tham nhũng nước ngoài, 9 tội do vi phạm đạo luật đi lại và 9 tội liên quan đến rửa tiền. Khác với luật hình sự Việt Nam, tại Hoa Kỳ, một hành vi có thể bị cáo buộc vi phạm nhiều tội. Chẳng hạn như dù chỉ chuyển khoảng 22.000 đô la cho một quan chức Việt Nam vào ngày 23 tháng 5 năm 2005, hai bị cáo Nguyễn Quốc Nam và Nguyễn Kim Anh bị buộc 3 tội. Tội vi phạm đạo luật chống tham nhũng nước ngoài, tội vi phạm đạo luật đi lại và tội rửa tiền. Theo cáo trạng mới, dù chỉ chuyển tiền cho các quan chức nước ngoài 9 lần, nhưng các bị cáo bị buộc 27 tội do vi phạm các điều khoản khác nhau của Bộ luật Hoa Kỳ. Để thính giả dễ hiểu, có lẽ phải nhắc qua về đạo luật đi lại. Đây là đạo luật cấm đi lại trong nước hoặc nước ngoài, hoặc sử dụng email, điện thoại hay các phương tiện khác nhằm thực hiện hoạt động bất hợp pháp. Dù có tên là đạo luật đi lại, nhưng các bị cáo không nhất thiết phải đi lại vẫn có thể bị cáo buộc vi phạm đạo luật này khi sử dụng các phương tiện viễn liên như điện thoại, fax, email để thực hiện các hoạt động phi pháp. Do vậy, dù hai bị cáo Nguyễn Quốc Nam và Nguyễn Kim Anh chỉ ngồi tại công ty để thực hiện hành vi chuyển tiền vẫn bị cáo buộc vi phạm đạo luật đi lại. Ngoài các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công thương, Bộ Công an đã được nêu tên trong cáo trạng cũ, trong cáo trạng mới có thêm công ty bay dịch vụ miền Nam thuộc Tổng Công ty Dịch vụ Bay Việt Nam. Theo cáo trạng mới, công ty bay dịch vụ miền Nam là một doanh nghiệp quân đội hoạt động trong lĩnh vực hàng không, địa bàn hoạt động chính là sân bay Vũng Tàu. Cũng vì vậy, nó liên quan cả đến Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. Cáo trạng mới còn có sự thay đổi về tên của một doanh nghiệp. Cáo trạng cũ đề cập đến sự dính líu của công ty du lịch và thương mại TNT, tên tiếng Anh là Tourism and Trading Company. Trong cáo trạng mới, TNT là công ty trách nhiệm hữu hạn TNT. Tên tiếng Anh là TNT Co. Limited, gọi tắt là TNT. Theo cáo trạng mới, TNT là doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động liên quan đến an ninh biên giới và mua sắm vũ khí của Bộ Công an Việt Nam. Cáo trạng mới cũng đề cập đến cả việc Quân đội Nhân dân Việt Nam mua sắm vũ khí từ Nexus. Một số cá nhân và công ty khác cũng đã xuất hiện trong cáo trạng mới, chẳng hạn như một quan chức Việt Nam làm việc tại công ty TNT được gọi là quan chức A, hoặc một công ty tọa lạc tại Hồng Kông do một người Việt Nam làm chủ, được đại bồi thẩm đoàn đặt tên là HKC1. Người Việt đó đã được đại bồi thẩm đoàn nhận diện và gọi là VN1. VN1 được xác định là cư dân thành phố Hồ Chí Minh và công ty HKC1 do VN1 làm chủ đã được Nexus sử dụng như một vỏ bọc giúp thanh toán tiền hối lộ cho các quan chức Việt Nam. Một công ty khác được đại bồi thẩm đoàn đặt tên là HKC2. HKC2 cũng tọa lạc tại Hồng Kông, cũng do một người Việt Nam làm chủ, và người này được đại bồi thẩm đoàn đặt tên là VN2. VN2 cũng là cư dân thành phố Hồ Chí Minh và HKC2 là một vỏ bọc khác trong chuyện thanh toán tiền hối lộ để giành hợp đồng. Theo cáo trạng mới, sở dĩ ông Nguyễn Quốc Nam giành được các hợp đồng béo bở cho Nexus từ các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam là vì ông ta đồng ý trả tiền hối lộ, thường được mô tả là hoa hồng, cho những cá nhân làm việc ở các cơ quan và những công ty đó. Cả bốn người trong công ty Nexus liên quan đến vụ án này đều đã thiết lập nhiều mối quan hệ với các quan chức chính phủ Việt Nam, được cáo trạng mô tả là những người ủng hộ. Những người ủng hộ giúp Nexus có được các hợp đồng bằng cách cung cấp thông tin thuộc loại bị cấm tiết lộ, lừa đảo trong đấu thầu và các hình thức hỗ trợ khác.
Đổi lại, Nexus trả hoa hồng cho họ bằng cách chuyển tiền cho công ty HKC1 ở Hồng Kông, để HKC1 tiếp tục chuyển số tiền ấy cho những người ủng hộ. Cũng theo cáo trạng, đôi khi công ty HKC2 chuyển tiền cho HKC1 để HKC1 chuyển vào tài khoản của các quan chức ở Việt Nam. Để tránh bị giới hữu trách Hoa Kỳ phát hiện, bốn bị cáo đã gian lận sổ sách nhằm che giấu việc chuyển tiền giữa Nexus, công ty HKC1, HKC2 vào các tài khoản của các quan chức ở Việt Nam. Đó là những điểm chính trong cáo trạng mới về vụ Nexus. Lần tới chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về quan hệ của Nexus với một số doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe.